Một chiếc Mazda 2 bản thiếu. Rồi anh em đây, bộ chiếc xe này thì là bản thấp nhất của Mazda đây. Thì bản này thì lúc mới đầu thì đài nguyên bản của nó sẽ là đài CD này, không có khiếm khiển vô lăng này, không có phím media này, sàn thì là sẽ là sàn nỉ này, và ghế cũng là ghế nỉ này. Đấy anh em thấy ạ, không có cảm biến này. Đấy thì hôm nay em lên hẳn một cái combo full option cho chiếc Mazda 2 này, với phím khiển vô lăng, phím media này. Đấy, và phím lim này. Đấy, màn hình ZTEC Z18 này, màn hình lên cam 360. Đấy, em thấy ạ. Thì các bác khởi động lên thì bắt đầu trước màn hình sẽ khởi động lên và sẽ quét một vòng qua 360 của cái cam 360, cái camera toàn cảnh để các bác xem phát hiện có cái vật cản xung quanh hay không. Đấy. Sau khi quét xong một vòng này thì các bác có thể nhìn thấy vật cản đây. Kết hợp với bộ bề áp suất lốp tích hợp vào màn Android để cảnh báo liên tục cho các bác nếu như tình trạng lốp nó xuống dưới dưới cái mức nguy hiểm, chẳng hạn như là cái này nó sẽ là 2,3 cân là mức tiêu chuẩn của nhà máy này. Khi mà các bác bơm lên quá đến 2,6 cân thì bắt đầu sẽ cảnh báo này, nhiệt độ ở dưới này này, thấy không ạ? Khi bác dưới 1,8 cân thì bắt đầu cái lốp này nó sẽ cảnh báo cho các bác là non hay là non này để kêu này, và phát ra đồng thời bằng tiếng kêu đấy. Đấy, bộ cam 360 thì nó sẽ đây, anh em thấy không ạ? Toàn cảnh cam rất là sắc nét nhé. Bác xin nhan bên nào thì có sẽ có của bên đấy. Đấy. Xin nhan bên phải thì có hình ảnh của camera bên phải và bác nhìn thấy hết được phần đầu xe. Đấy, và trước Mazda 2 bên em sẽ trang bị cho trước xe một bộ cảm biến 6 mắt nữa. Bộ cảm biến này là của Steelmate nhé. Nó sẽ hiển thị vạch và hiển thị cái thông số bên cạnh, thông số mét ở ngay bên cạnh khi mà có các bác lùi cái vật cản cần thiết. Còn khi mà với khi bác về số D từ tiến này thì bắt buộc các bác phải nhắm phanh này thì cái cảm biến nó sẽ báo có vật cản đấy. Rất là hữu ích cho các bác khi mà đi đường chật, đường đông. Đấy. Đây, còn lại ghế thì bên em đã bọc trở lại hoàn toàn là ghế da nắp pan. Đấy, đen chỉ đỏ nha bác nhá. Đấy, bọc lại như này các bác vệ sinh rất là dễ dàng. Đấy, một bộ thảm sàn của Kata và một bộ thảm sàn da Simili. Đấy, cho cái bộ ghế nỉ thế này sẽ sạch hơn này, không bị ngấm nước này, không để gây tránh mùi hôi. Đấy, tất cả cái combo này thì đều là lắp đặt zin hết cho anh em nhá, không phải đấu nối, không phải cắt chích gì hệ thống điện của xe. Đấy, và không lo ảnh hưởng đến hệ thống điện bảo hành của xe. Đấy, cảm biến lùi thì sẽ lắp vào vị trí này. Đấy, anh em thấy không ạ? Đấy, rất là thẩm mỹ, bốn mắt ca đằng trước, bốn mắt đằng sau và hai mắt đằng trước, camera lùi sẽ được lắp vào vị trí zin của chiếc xe. Đấy. Còn anh em nào mà đi Mazda 2 hoặc là những cái dòng xe nào mà chưa có trang bị màn hình cam liền cam 360, chưa có trang bị cảm biến lùi, chưa bọc ghế da thì hãy đến với Akala Thái Nguyên, Auto 365 Thái Nguyên để bên em tư vấn hỗ trợ và lắp đặt cho các bác. Cảm ơn các bác.